Có phải có tưởng sắc giới, có tưởng đoạn sắc giới chăng? Có phải có tưởng thanh hương vị xúc pháp giới, có tưởng đoạn thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Có phải có tưởng nhãn thức giới, có tưởng đoạn nhãn thức giới chăng? Có phải có tưởng nhi tí thể thân ý thức giới, có tưởng đoạn nhi tĩ thể thân ý thức giới chăng có phải có tưởng nhãn xúc có tưởng đoạn nhãn xúc chăng có phải có tưởng nhi tĩ thể thân ý xúc có tưởng đoạn nhi tĩ thể thân ý xúc chăng có phải có tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có tưởng đạn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng có phải có tưởng các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra có tưởng đạn các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng có phải có tưởng địa giới có tưởng đoạn địa giới chăng có phải có tưởng thủy hỏa phong không thức giới có tưởng đoạn thủy hỏa phong không thức giới chăng có phải có tưởng nhân duyên có tưởng đoạn nhân duyên chăng có phải có tưởng đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên, có tưởng đoạn đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chăng? Có phải có tưởng tham có tưởng đoạn tham chăng? Có phải có tưởng sân si, có tưởng đoạn sân si chăng? Có phải có tưởng vô minh, có tưởng đoạn vô minh chăng? Có phải có tưởng hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thù, hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não, có tưởng đoạn hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não trăng có phải có tưởng bố thí ba la mật đa có tưởng đoạn bố thí ba la mật đa chăng có phải có tưởng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có tưởng đoạn tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chăng có phải có tưởng pháp không nội có tưởng đoạn pháp không nội chăng có phải có tưởng pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có tưởng đoạn pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng? có phải có tưởng bốn niệm trụ có tưởng đoạn bốn niệm trụ chăng có phải có tưởng bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có tưởng đoạn bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chăng có phải có tưởng thánh đế khổ có tưởng đoạn thánh đế khổ chăng có phải có tưởng thánh đế tập diệt đạo có tưởng đoạn thánh đế tập diệt đạo chăng có phải có tưởng bốn tịnh lự có tưởng đoạn bốn tịnh lự chăng có phải có tưởng bốn vô lượng bốn định vô sắc có tưởng đoạn bốn vô lượng bốn định vô sắc chăng có phải có tưởng tám giải thoát có tưởng đoạn tám giải thoát chăng có phải có tưởng tám thắng xứ chín định thứ đạt mười biến xứ có tưởng đoạn tám thắng xứ chín định thứ đạt mười biến xứ chăng